hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố sông công đã đạt được những kết quả tích cực góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của thành phố tuy nhiên qua kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong quá trình áp dụng biểu mẫu xử lý vi phạm công tác lập biên bản vi phạm hành chính còn lúng túng thiếu chặt chẽ chưa kịp thời chưa đúng quy định một số địa phương chưa tích cực chủ động trong tổ chức thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính đã ban dẫn đến quá hạn thời hạn thực hiện, vân vân. Trước thực tế đó, ngày 12 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Tại hội nghị trên 100 người là lãnh đạo cán bộ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các cơ quan và ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền tải các nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ và giải đáp các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đây là những kỹ năng kiến thức cần thiết và hết sức bổ ích giúp các đại biểu nắm được các nội dung các bước công việc cụ thể cần làm khi triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan đơn vị mình thông qua hội nghị sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố sông công